Xin chào các bạn nha. Nay mình đi giao cá cho anh em ở trong U Minh. Này mình test cá thử coi. Đó. Cảm ơn anh. Bắt nó vô, con nó mạnh nó bay dèo dèo, bóc vô. Cầm cá thấy được không? Thọt vào tay xuống đây. Sâu xuống. Bao mạnh luôn. Hả? Đều. Rồi điều chứ, đây mình lọc hết trơn rồi mà. Rồi như lọc ở đó có nè em ơi. Một con là cũng phải cưng nữa, mình nuôi cá phải cưng nó mới được. Đó thì thần vậy thôi, coi thôi còn thả qua luôn đi em, thả đi cho nó khỏe. Đời đổi luôn. Ra coi ra coi chơi thôi, ý là mình muốn ra coi cá làm sao. Đó, rồi, đổ luôn. Đổ vô luôn. Cá này nó mạnh thù. Bên em nuôi hết như vậy, thả như vậy, hổng như vậy. Hả? Mười mấy triệu, hai mấy à? Hai mấy hả? Ờ, cứ họ thả đại buông gỗ đây, buông nổ nó vớt mấy con nó bị ấy với bể. Buông gỗ rồi tự động nó chạy lên đó luôn. Đó. Cái này nuôi cũng được 20-30 kg nha các bạn. Nuôi hơi số lượng hơi tương đối, mật độ nó sẽ ổn định thì mình không có tốn công, mình tốn công bao nhiêu đó thì một thời gian sau mình sẽ được cái đầu con rất là nhiều. Đem vô luôn em, đem vô từng can đổ luôn nha. Rồi cái đó lỡ rồi mình chắc vậy đây rồi, đổ hết vô luôn đây. Cầm can đổ vô. Này bề dài cũng cỡ gần 20 mét thôi ha. 11 mét à. Xe cước giảm nắng, cái này chỉ nắng 12 giờ trưa thôi. Chứ nghi. Ừ. Chuối bỏ đại mới mốt vớt không được. Này nó khử cà lo không được. Này cũng có che nữa. Thôi lọc. Tiếng hộ vậy không tới. Đấy, ngồi nó dốc. Dốc cái đầu. Uống cà phê á, chỗ dựa đó. Tại vì có mấy thằng lính nó mới vô làm đó. Chỉ cho nó. Em cũng chịu triển khai mô hình này chứ, mô hình này thì được, đúng không? Hai bể này chịu khó, chừng tháng sau là cho ăn mệt nghỉ rồi. Ngon lành. Cá chạy ra hết luôn không? Chạy ra không? Có mấy con nó bị ấy, vớt bỏ. Hôm nay ngày 26 phải không? Tốt ngày à. Không có ngày luôn. Mãi lọc. 26 đẹp. Cá mà thả xuống mà nó đi ra vậy là cá nó mạnh đấy phải không? Còn cá mà thả mà nó không có đi đâu, nó không ngục á là nó bị đừ. Mấy nơi cũng rộng á, tương đối. Đây ông xã tràng xin lên. Mình cũng rộng. Đây, mọi người hôm bữa có vị khách hỏi là ở Củ Chi với Đồng Nai có giao không, nhưng mà em nó đóng có khoảng 200 kg, 100-200 kg trở lên thì em mới giao nha quý khách. Tại vì nó ít quá thì em đóng tải đi không được. Đi thì trong ngày thì cá nó bao khỏe. Em đi can này thưa chút xíu là cá nó khỏe trong ngày, 7 tiếng là ok, từ sáng tới chiều được luôn. Cái rô này có khi muốn giết nó cũng không chết nữa, chỉ có bự lên mới dưa vô chảo chiên nhậu mới chết thôi. Mọi người thấy mô hình này mà được thì chúng ta cứ trải nghiệm. Con cá rô là mạnh nhất. Dù nó quen thuộc với những người dân, nhưng mà mình phải biết cái mô hình thì mình mới chăn nuôi được. Bên đó mình ém sát xuống luôn nha Duy ơi. Bên đó mình ém sát xuống luôn nha. Cái mí đó là kiếm cái độ tấn để nó tụi nó bay ra đó. Lấy cao su nhét vô là ok. Chuối chặt là khúc nhỏ nhỏ nó cũng được. Đó, leo mé là ok.
về ục gì đó. Làm biến lắm luôn á gì, có nhiều đó hỏi mình đi công chuyện cho mấy người kia nó mướn thằng tôm nó chở vô mà anh đâu có yên tâm đâu. Vô khách ta thằng này nó nói tận tình. Có mai này bỏ đâu đây vậy? Thì bữa bướng. Hả? Thì bữa bướng. Bướng cho chống đường. Này là không lặt lá mà tết luôn cái gì nè. Mua xe gọi hả? Nay chưa mai cũng giữ nè, cái dòng cho mai là biết rồi nè nghe gì. Rồi xin cảm ơn mọi người đã theo dõi cái clip ha. Chúc mọi người chăn nuôi thành công, nuôi gì được nấy cũng mát tay hết.